Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đến thăm trại của một người anh em của mình là bạn Vinh, có một trang trại nuôi dòng chó Rottweiler. Hôm nay thì đến tìm hiểu xem. Là đồng chí Vinh béo bạn mình. Đây là khu vườn rất là rộng của trang trại. Hello, chào Vinh nhá. Đây. À, đang có một một đàn Rottweiler con. Còn đây là bạn Vinh. Chủ trang trại Rottweiler. Tên trại của mình là gì Vinh nhỉ? Tên trại của em là TTV Kennel ấy. À. Vinh có thể cho anh em biết địa chỉ ở đâu không? Địa chỉ khu trại của em là ở khu Mô Đền, đường Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. À ok. Hôm nay mình đến chơi trại của bên Vinh. Trang trại của Vinh, cái chỗ khu vườn này rộng bao nhiêu mét vuông nhỉ? Tổng diện tích khu trại em nó là hơn 2.000 mét, khoảng 2.200 mét. À. Trong đó thì riêng cái sân cỏ của em quy hoạch là 1.000 mét sân cỏ để cho cún chơi em. Đấy là thoải mái đấy. Vâng. Mà cũng anh hôm nay anh đến là thấy cũng thuộc dạng là chỉ qua cầu một tí nhỉ? Vâng. Tính từ Hồ Gươm đến chỉ khoảng tầm 4 cây thôi. Thực ra thì khu trại của em nó tương đối gần trung tâm. Chỉ cần qua cầu Trương Dương rẽ xuống một chút là tới thôi anh. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhờ Vinh lấy một chú chó con ra để mình cùng tìm hiểu nhé. Bạn Vinh đã lấy được một chú chó con ra. Và mình và anh em cùng tìm hiểu nhé. Vinh ơi, cái chú chó này được mấy tháng rồi nhỉ? Cún con này của em nó được khoảng độ 3 tháng rồi anh ạ. À, là đến cái độ tuổi xuất chuồng rồi đúng không? Dạ vâng. Thế khi mà xuất chuồng cái đàn chó này của mình thì mình có những cái thủ tục gì đi kèm theo không? Thường thì khi xuất chuồng bọn em sẽ tiêm đủ ít nhất là 2 mũi tiêm phòng, cùng với đấy là 3, ít nhất là 3 lần tẩy giun. Thì như thế thì cún nó mới cứng cáp và đủ sức khỏe để về nhà mới ạ. Đàn này của mình là đầy đủ giấy tờ nhỉ? Dạ vâng, đàn này của em có giấy VK, bố mẹ là đều là chó nhập hết và là ăn giải khá cao trong các show thi chó đẹp ở trong nước. Thế thì cho anh và mọi người cũng muốn hỏi luôn là ví dụ như đàn chó rốt như thế này thì thường là cái giá của nó rơi tầm vào bao nhiêu nhỉ? Như những cái đàn chó rốt có giấy hiện tại trên thị trường là nó rơi vào từ khoảng 12 đến 18 triệu ạ. Và riêng đàn này của em thì bố mẹ đều là bố những mẹ nhập và ăn giải được thành tích cao trong các show khi chó đẹp ở trong nước thì giá đàn này của em là rơi từ 15 đến 18 triệu. Với cả có một cái câu hỏi nữa là nếu như mà muốn mua rốt thì bây giờ có hai cái trường phái, một là chỉ nuôi ở trong nhà thôi. Vâng. Ở trong nhà như một cái chú pet. Vâng. Hai là muốn đi làm chó mà đi tham gia các cái giải kiểu dog show. Vâng. Thì cái tiêu chí giữa hai cái đấy thì lựa chọn con rốt như thế nào nhỉ? Thực ra thì để mà tiêu chí để làm pet không thì mình lựa chọn thì đơn giản đấy, thì chỉ là con chó nó khỏe mạnh, nhanh nhẹn và phù hợp với cả cái con mắt nhìn và sở thích của mình là ok. Còn để mà chọn được một con chú chó có thể đi show thì mình cần nhiều tiêu chí hơn và lựa chọn phải kỹ càng hơn, ví dụ như là phải khung xương chắc chắn, răng lợi phải chuẩn, răng lợi phải đầy đủ. Đây mình sẽ lấy chú chó này làm ví dụ đi. Vâng. Để làm sao mà được chọn một chú chó rốt đẹp để sau này có thể tham gia. Vâng. Đấy. Thì trước mắt là mình phải chọn khung xương chưa ạ? Muốn chú rốt đẹp mình phải chọn khung xương. Chọn một em rốt khung xương nó chắc chắn, đường top line nó thẳng, góc chân sau đủ tốt, đủ vừa đủ, không dài quá, không ngắn quá. Chân trước có độ ổn định và màu mảng nó rõ rệt. Chú này răng và răng lợi thì phải cắt kéo phải là chuẩn đấy ạ. Tức là phải đầy đủ răng đúng không? Đầy đủ răng và hàm răng nó phải cắt kéo. Thì đấy là những cái tiêu chí mà đủ để có thể tham gia show.
Nhưng mà với cả những cái giống chó mà bây giờ là chó con này thì làm sao mà cái hệ thống răng của nó đã đầy đủ chưa để mình kiểm tra được chưa? Thực ra thì đối với những chú chó con như dưới 6 tháng tuổi thì mình kiểm tra cái hàm trước. Răng nó đang trong giai đoạn thay răng nên răng nó chưa cất kéo, nhưng mình có thể kiểm tra hàm trước. Hàm nó vừa hàm trên hàm dưới nó độ vừa độ khép là ok ạ. Thì thực ra thì những cái sâu chó đẹp thì cái lứa tuổi này người ta vẫn đánh giá nó triển vọng thôi, chứ chưa phải là gọi là xuất sắc, tại vì nó cũng còn thay đổi rất là nhiều. Còn với cả chó đực thì phải kiểm tra gần đầy đủ cả bica đúng không? Vâng, đúng rồi. Còn chó đực thì phải kiểm tra thêm phần đủ bica nữa ạ. Cái bọn này mà bây giờ là về mà nhà mới thì cái có hay bị bệnh tật gì không? Nếu mà cần lưu ý thì không? Thường thường như trại em xuất này, lúc thời điểm 2 tháng tuổi đã tiêm phòng đầy đủ và đã tẩy giun này. Và mà em nuôi theo một cái chế độ nó tương đối là sương gió thì hầu như về nhà mới rất là khỏe. Nó thay đổi môi trường như nào nó không ảnh hưởng đến con chó con đấy ạ. Quan trọng là cái chế độ nuôi lúc mình trước khi mình xuất chuồng phải là giúp con chó nó có sức đề kháng và khỏe mạnh nhất. Ok. Là chú chó này là một chú chó cái nhỉ? Vâng, chú này là một con chú cái mà trại em sẽ giữ lại để nhân giống và để tham gia những cái show sắp tới cuối năm nay ạ. Thế nếu mà cuối năm nay là đi tranh tài của chó nhỡ đấy ạ? À? Vâng, hiện tại thì đến tháng cuối năm nay nó sẽ tranh tài hạng baby và puppy thôi. Còn sang đến năm sau thì mới được tranh những cái class cao hơn đấy. Anh ơi, thì thấy ngày xưa là mọi người là hay cắt đuôi dòng chó Rottweiler. Còn bây giờ thì hình như lại không thấy cắt đuôi bây ấy giờ nhỉ? Thì hầu như là không ai cắt nữa. Tại từ năm 2008 đến ở bên châu người ta đã có cái lệnh cấm cắt đuôi rốt thì bên ở Việt Nam mình cũng theo phong trào cũng đấy, tuân thủ theo đúng không? Là cũng để đuôi để tham gia chú cho mọi người xem cái phần đuôi của con chó đấy. Đấy, Rottweiler mà để đuôi thì cũng rất là đẹp. Hiện tại bây giờ hồi trước thì người ta hay cắt đuôi nhưng mà hiện tại thì rốt không ai cắt đuôi nữa. Nhưng mà ví dụ như mà có những cái người nuôi mà người ta lại muốn cắt đuôi ra thì mình vẫn cắt được đúng không? Vâng, thực ra thì mình cắt, nếu mà cắt đuôi thì cắt mấy tháng nhỏ càng tốt. Càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất là cắt lúc khoảng độ 1 tuần tuổi và muộn thì khoảng độ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Thì đó chỉ là một cái tiểu phẫu tháo khớp thôi. Thì nhưng mà những chú cún như thế thì chỉ nuôi là pet thôi, đi thi những dog show thì bây giờ là không chấp nhận nữa nhỉ. Đang nghiêm cấm như là cắt đuôi. Vì rất nhiều những cái clip hay là những cái phim từ ngày xưa là Rose là cắt đuôi. Vâng đúng ạ. Đây là một chú chó Rottweiler là 3 tháng đâm ra. 3 tháng một tầm này nó rất hiếu động. Rất hiếu động và nó không chịu ngồi yên một chỗ. Bây giờ là nếu như mà đi thi sâu là sẽ phải còn phải điều hướng rồi là dạy dỗ. Đi thi sâu thì mình phải bắt đầu điều hướng và tập luyện vào ngay từ bây giờ. Thì đến lúc cún mình tham gia sâu thì mới có một cái trình một cái buổi trình diễn tốt rồi đấy. Rồi. Ok, thế tạm thời hôm nay là mình sẽ chỉ tìm hiểu về chó con như thế này thôi. Xong rồi bây giờ sẽ nhờ Vinh sẽ thả đàn chó con ra để cho các anh em cùng xem nhé. Đàn chó này là 3 tháng rồi hả Vinh? Vâng, khoảng 3 tháng rồi. Thế cái nguồn gốc của đàn chó này ở đâu nhỉ? Nguồn gốc là từ trại em, từ là chó bố chó mẹ là từ con giống từ trại em ấy. Chó bố là tên là gì? Vâng, chó bố là Husa Ozada ấy. Con giống khá nổi tiếng trong giới chơi roller ở Việt Nam.